Ủa? Chị may áo cho ai vậy? Em đoán thử đi, trừ chú sĩ ra nha. Nếu không phải chú sĩ thì là anh Nguyên đúng không? Ừ, Nguyên giúp đỡ chị em mình nhiều lắm rồi, mà chị em mình chưa có tặng cái gì hết đó. Bây giờ chị may cái áo này tặng, không biết là Nguyên có thích không nữa. Chị ơi, tới giờ hợp toán rồi nha. Theo chị thì cái đường vẽ parabol này nó giống cái gì? Uốn lượn như rồng. Đúng, uốn lượn như rồng. Mà chị nhớ nha, đây là một bài toán khó, cho nên là mình phải vẽ 30 cái nòng súng vô. Ủa, sao mới con cái vậy? Em nói 30 cái nòng súng mà. Phải vẽ 30 cái hả? Rồi, em đâu nói giỡn đâu. Sao cậu cười? Chị dễ dụ quá à. Vẽ 30 cái chỗ đâu mà vẽ. Hay quá à. Dám chọc tôi nè. Chị cũng biết giỡn nữa hả? Thì bình thường tôi vẫn giỡn với Tâm Anh mà. Vậy hả? Vậy để em sẽ phản công. Chắc là cô về. Chị ơi. Xin lỗi, em giỡn mà. Con sao Tâm Ý? Dạ con không sao. Còn Nguyên nữa, lần sau phải cẩn thận chứ. Con trai giờ mà giỡn kỳ. Dạ. Chị có sao không? Em xin lỗi chị nha. Giỡn gì kỳ vậy? Ủa chị giận hả? Không có gì. Em giận chi không biết. Cái này đâu phải là của Tâm Anh đâu đúng không? À, vậy chứ của ai vậy chị? Là của ai vậy? Một người có ơn với tôi. Con làm gì vậy? Ủa dạ cậu. Đồ dơ mà con thích hửi nữa hả? Thằng này. Cậu ơi. Gì vậy? Cái áo này là chị Tâm Ý Mai hả cậu? Đúng rồi. Sao chị Mai tặng cậu vậy cậu? À, cái này là bé Tâm Ý cảm ơn. Vì cậu đóng tiền thoại cho bé mà. Alo. Tiền điện thoại có nhiêu đâu mà phải may áo cho chứ. 4 cộng với 6. Tâm Anh. Dạ. Nè, em ăn rồi học tiếp nha. Dạ. Đã quá đi. Chị ơi. Sao chị giận anh Nguyên vậy? Giận hồi nào? Thì hồi nãy anh giỡn. Chị la ảnh, ảnh buồn lắm đó. Thiệt không? Anh buồn vậy nè. Vậy đó, anh buồn lắm luôn á. Buồn lắm lắm luôn hả? Vô đi. Cậu ăn chút gì nha. Thôi tôi không ăn đâu. Không biết là lát nữa mình có học toán không ta?
để sau đi. Vậy thôi, cậu uống nước chanh nha. Nguyên à, mày con nít thiệt đó. Có cái gì đâu mà giận. Cũng đúng thôi, cậu đóng tiền điện thoại cho chị thì chị trả ơn là đúng rồi. Mày đúng là một thằng nhỏ mọn Nguyên à. Anh hai ơi, cho em mượn laptop đó đi. Đi vô khác chơi, biết. Làm gì lại lớn hết hồn vậy? Có ai đứa lo to mày nữa? Ai? Ai? Dám là em hả? Ai? Chết không hả? Trời. Ôi trời ơi, sợ quá à. Mấy con nhỏ này à. Ôi nè, Linh Chi, có sao không? Linh Chi. Chị ơi. Anh Nguyên giận chị thiệt rồi hả? Chắc là giận thiệt rồi. Thấy chưa, ảnh mới giận có tí xíu mà chị la quá trời luôn à. Giờ làm sao để cậu ấy hết giận ta? Hay là chị chọc anh Nguyên lại rồi nói chị thích giỡn, chắc chắn anh sẽ hết giận liền à. Được không? Được mà, chị cứ thử đi. Chị để chị thử. Tôi giỡn đó. Trò này cũng vui quá ha. Tôi giỡn nhây lắm đó. Ngày nào tôi với Tâm Anh cũng giỡn với nhau hết trơn á. Tôi làm phiền cậu coi phim rồi. Thôi, cậu coi tiếp đi nha. Người gì mà giận dai dữ vậy trời. Chị ơi. Bà vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh luôn á chị. Thì cái toilet nó dễ nghẹt mà. À chị ơi. Anh Nguyên hết giận chị chưa? Chưa nữa. Con trai gì mà giận dai thế ớn à. Chưa có hết giận đâu. Cậu hết hồn không? Tôi đã nói là tôi rất thích giỡn mà. Đỡ tôi, còn tôi thì không làm gì được. Chỉ có thể tặng cậu cái áo này thôi. Hy vọng cậu đừng chê nó xấu nha. Xin lỗi và cảm ơn cậu rất nhiều.
Hết hồn mà. Bây giờ nó chỉ thích giỡn mà. Cái cậu này á. Giỡn hoài. Thì chỉ nói chỉ thích giỡn. Chọn em. Cái chỗ này.